Chào mừng các bạn đến với cungnghệnhật.com. Mình là Hiếu. Và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng quạt điện Panasonic FCVKP3000. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách vận hành của nó như thế nào nhé. Đầu tiên, để khởi động quạt, các bạn hãy nhấn vào nút nguồn trên màn hình. Khi đó các chế độ sẽ sáng lên. Và cứ mỗi lần bạn nhấn vào nút nguồn, nó sẽ chuyển đổi giữa bật và tắt. Tiếp theo mình sẽ nói sang nút cánh quạt to bên tay phải. Đây chính là nút tăng cấp độ gió. Tổng cộng là có 8 cấp độ gió các bạn nhé. Và sang nút cánh quạt nhỏ bên tay trái. Đây chính là nút giảm cấp độ gió. Tiếp theo lên trên, đây chính là nút hẹn giờ tắt. Nút hẹn giờ tắt này bạn có thể lựa chọn 1 giờ, 2 giờ hoặc 4 giờ. Hiện tại là mình đang để là 4 giờ và quạt sẽ hoạt động sau 4 giờ sẽ tự động tắt. Nhấn thêm một lần nữa vào nút hẹn giờ sẽ là hủy chế độ. Sang nút bên cạnh nút hẹn giờ, đây chính là nút gió thoảng, gió tự nhiên. Quạt sẽ hoạt động êm ái hơn. Nhấn thêm một lần nữa để hủy chế độ. Nút tiếp theo, đây chính là nút cảm biến nhiệt độ. Nút này sẽ tự động điều chỉnh mức gió theo nhiệt độ phòng. Và có hai chế độ ở nút cảm biến nhiệt độ, đó chính là low và high. Nhấn thêm một lần nữa, đó chính là hủy chế độ. Và nếu nhiệt độ trong phòng thấp, các bạn có thể lựa chọn low. Và nhiệt độ cao, các bạn có thể lựa chọn high. Nút cuối cùng, đây chính là nút tuốc năng quay ngang. Tuốc năng quay ngang bạn có thể lựa chọn 60 độ, 75 độ hoặc 90 độ. Nhấn thêm lần nữa để hủy. Ngoài ra, quạt có một chức năng đặc biệt, đó chính là các bạn có thể giữ vào thân quạt đây và xoay từ từ về hướng mà mình cần sử dụng. Và khi bạn tắt quạt, nó sẽ tự động trở về vị trí mặt trước. Và khi bạn nhấn bắt đầu lại, nó sẽ trở lại vị trí trước khi dừng hoạt động. Vị trí hoạt động trước khi bạn tắt. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng điều khiển từ xa. Trước tiên, để sử dụng thì các bạn hãy hướng bộ truyền tín hiệu trên điều khiển từ xa hướng tới bộ thu trên đế quạt. Và khoảng cách sử dụng giữa điều khiển từ xa với quạt điện là 4,5m. Và nó nằm trong khoảng góc 50 độ về phía bên trái và 50 độ về phía bên phải. Trong khoảng đó là mình có thể sử dụng được điều khiển. Và các bạn lưu ý thêm một vấn đề nữa là khi sử dụng điều khiển từ xa, các bạn hãy tránh điều khiển hay là quạt điện và tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời hay là các ánh sáng từ các thiết bị chiếu sáng. Như vậy nếu mà bị tiếp xúc thì là sẽ khó vận hành điều khiển từ xa hơn. Và bây giờ mình sẽ nói về tính năng từng nút trên điều khiển từ xa. Đầu tiên, nút này, đây chính là nút nguồn. Mỗi lần nhấn nút này sẽ chuyển đổi giữa bật và tắt. Nút cánh quạt to ở dưới, đây chính là nút tăng cấp độ gió. Tổng cộng là có 8 cấp độ gió. Nút bên cạnh là cánh quạt nhỏ, sẽ là nút giảm cấp độ gió. Bên dưới nút này, đây chính là nút tuốc năng quay ngang. Nhấn lần thứ nhất là chọn quay 60 độ. Lần thứ hai là quay 75 độ. Lần thứ ba là quay 90 độ. Nhấn lần tiếp theo sẽ là hủy chế độ. Bên cạnh nút tuốc năng, đây chính là nút hẹn giờ tắt. Hẹn giờ tắt, nhấn lần thứ nhất sẽ là hẹn 1 giờ. Nhấn lần thứ hai sẽ là hẹn 2 giờ. Nhấn lần thứ ba sẽ là hẹn 4 giờ. Và khi đó quạt sẽ hoạt động sau 4 giờ và sẽ tự động tắt. Nhấn lần tiếp theo sẽ là hủy chế độ. Bên dưới nút này, đây sẽ là chế độ gió thoảng, gió tự nhiên. Nhấn lần thứ nhất để cài đặt chế độ.
nhấn lần tiếp theo sẽ là hủy chế độ. Bên cạnh nút gió thoảng, đây sẽ là nút cảm biến nhiệt độ. Cảm biến nhiệt độ trong phòng, bạn có thể lựa chọn cảm biến nhiệt độ thấp hoặc cảm biến nhiệt độ cao. Và nhấn lần tiếp theo sẽ là hủy chế độ. Các bạn nhớ nhé. Như vậy vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng quạt điện Panasonic FCWP3000. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể lên tới số hotline miền Bắc 0886767888 hoặc hotline miền Nam 0869395888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.